đi ra, đi ra. Đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? What? What? Ô, nó trốn đâu nhỉ? What? What? Trốn đâu hết rồi? What? 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 Trốn đâu rồi? Trốn đâu rồi? Đâu? Trốn đâu? Cái cây của tao đâu? Trốn đâu rồi? Nó trốn đâu rồi? Mày ăn rồi đúng không? Chết rồi. What the? Đâu nhỉ? À đây rồi, đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Trốn đây à? Đây rồi. Mày chạy đâu? Ra đây. Ra đây nhanh. Mày đi ra. Đi ra. Mày chạy đâu cho thoát? Mày ăn tí đây. Trốn luôn. Làm gì đây? Hả? Hả? Sao anh lại chôn này? Anh chôn cái cây này, bây giờ anh không có tiền nuôi nó. Nó sắp chết hết rồi. Bây giờ mày nhìn nó đen xì hết rồi này. Đen thì cái đó thôi, chứ nó là thực vật, anh chôn nó làm cái gì? Thực vật nhưng nó có cái gì ăn đâu. Thôi để em cho nó ăn được. Mày lấy anh... tiền gì mày mua được cho nó ăn, mày không có tiền. Em không có tiền nhưng mà em kiếm thức ăn cho nó. Mày đưa đây. Mày kiếm được đâu? Em đi bắt đồ cho nó, bắt thực vật cho nó. Mày bắt được không? Bắt được. Chứ bây giờ anh hết tiền nuôi nó rồi, nó sắp chết rồi nên bây giờ anh chôn nó. Thôi, nó là thực vật thì anh làm sao nhỉ, cái này mình nuôi được cần gì. Mày bây giờ mày đi bắt ngay đi, bắt ngay, không bây giờ không có cái gì cho nó ăn là tao chôn nó luôn ấy. Nó nuôi thì không nuôi, cứ để ngoài cửa kia, bây giờ nó sắp chết rồi, đi kiếm gì cho ăn đi. 30 phút nữa mà không kiếm gì cho nó ăn là anh chôn nó luôn ấy. Chôn em mới kiếm được. Đấy, cái cây này đẹp như này cuối cùng không chăm, để nó sắp chết rồi này. Ở đấy có gì mà tìm trên đây? Có cái gì nó chả ăn được. Ui giời. Thế mày cứ tìm đi nhá. Anh em ơi, thằng Vương nó đang mải tìm ở kia anh em ạ. Đấy. Các bạn ạ, đợt trước thì Vương nó xin cái này của mình về nó nuôi. Cuối cùng nuôi thì chẳng thấy nuôi gì, mình thấy vứt ở cái cửa sổ ấy. Thế bây giờ các bạn nhìn này, cái cổ thân nó chết mấy cây rồi, nhìn nó đen xì hết rồi này. Đấy, nhưng mà có một số cây con này thì nó vẫn khỏe, nó vẫn sống được đấy, nó phát triển được. Đấy. Hôm nay mình bực quá, mình giả vờ làm một màn tròn. Đấy, mình vừa cầm ra vườn, mình định chôn sống nó luôn, chôn luôn cây này. Đấy, mình Vương ra thấy tiếc lại bảo là để em đi tìm đồ ăn đấy. Mình phải tròn như thế để cho nó kinh luôn, để nó phải tìm đồ ăn nó nuôi. Nó nuôi cái gì là phải nuôi cẩn thận đấy, các bạn hiểu chưa? Đấy. Đấy, nó chết mấy cây rồi, đen đen rồi, các bạn nhìn chưa? Đấy, tội quá. Nhưng mà có mấy cây này nó lại phát triển này, cây xanh này. Đấy, cây này chứng tỏ rất là khỏe mạnh. Thôi, bây giờ mình ra để xem Vương ai đồ bắt được cái gì cho nó ăn nhé. Đấy, hôm nay là một màn tròn để cho Vương nó biết mặt luôn. Đấy, chơi gì là phải chăm, các bạn hiểu chưa? Đấy. Ok, bây giờ mình ra xem nào nhé. Đấy, các bạn nhìn này, cây này nó rất là đẹp nhá. Cây này bây giờ nó đang nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà lớn lên là nó to ra đấy. Nó chuyên bắt sâu rồi muỗi. Đợt trước thả con kiến mà nó ăn không chừa phát nào ấy các bạn ạ. Một số cây đen nó chết rồi, nhưng mà vẫn nhiều cây xanh. Đấy, Vương nó vẫn đang tìm cái gì kia kìa. Hình như không tìm thấy gì. Để mình ra mình hỏi xem nhá. Có tìm gì không em? Mỗi con á? Mỗi con em cứ giết đi, được xong là để đấy. Đâu? Đây. Ui đúng rồi, đúng con này nó thích ăn rồi. Hay cố tìm thêm mấy con nữa nhỉ? Ừ. Đừng có chôn nó. Anh không chôn. Không chôn đâu. Anh cho mày chẳng chăm nên là anh bực, anh định chôn nó luôn. Cây này không phải nói phét nhá, mày chăm nó lớn lên nhá, mày để phòng nhá, con đi muỗi rồi muỗi vào nó đốt mày, nó cắn chết hết. Ừ, nó như thế mày. Chăm này. Hay giờ ra chỗ khác xem có con nào. Đấy các bạn ơi, Minh Vương vừa tìm được một con kiến này. Đấy. Con kiến này khả năng là nó rất thích ăn ấy, nhưng mà đây có mấy cái miệng đang chờ rồi. Đấy, mấy miệng há mồm chờ sung đây à, đói rồi. Đấy, bây giờ con khóc để mẹ phải cho bú nhá, phải đi tìm nhá. Đấy, được một con rồi. Hay là anh thử hai con chó này cho nó ăn nhá. Đấy, sau nó lớn thì nó to nó ăn được đấy. Anh em đi tìm tiếp đây. Đấy các bạn ơi, bây giờ mình với Minh Vương đi tìm tiếp cái con gì cho nó ăn đây. Đây được một con kiến rồi. Cái thời tiết ở bây giờ nó đang nóng mới lạnh, nó lẫn lộn ấy, nên kiến khả năng nó chui hết vào tổ rồi. Để mình đi xem ở đây có cái gì cho nó ăn không. Đợt trước nhìn nhiều kiến lắm các bạn ạ.
Ôi Vương ơi, Vương ơi, ui đây làm kiến lắm. Đây này, anh phát hiện một chùm kiến nó ở trong cái bẹ này. Khả năng em phải kiếm cái cây gì em gảy ra cơ. Anh vừa thấy đây. Ấy, anh vừa thấy nó ở trong đấy. Đây, trong những cái bẹ này nó nhiều lắm. Sao có. Anh vừa thấy xong. Wow. Bọn này tàng hình à? Tàng hình rồi em ạ. Đồ. Ôi, cẩn thận nó đốt em. Ui, đúng rồi. Đâu đâu. Thôi được rồi, khả năng là được ấy. Không, chưa đủ đâu. Một con sâu này nó ăn được rồi. Đi. Ôi anh em ơi, Minh Vương bắt được một con sâu. Ui, đẳng cấp luôn. Cả một con kiến nữa. Hay quá. Ôi anh em ơi, Minh Vương vừa bắt được hai con kiến với một con sâu này. Thôi khả năng là được ấy. Bây giờ thả thử vào cái mồm con này đi. Đây. Đây, con sâu này. Đấy, thả thử vào nào. À! Ăn rồi các bạn ơi. Ôi anh em ơi, này. Đấy, Minh Vương làm lên chuyện phết đấy, bắt được con sâu này. Bắt được con sâu phát thế là cái cây này nó kẹp luôn này. Đấy các bạn nhìn này. Em không chăm đâu, em chăm cái gì. Mày có chăm đâu đấy, để anh bực anh định chôn đấy. Đâu xem nào. Con gì đấy? Con kiến. Con kiến à? Ôi cái mồm này với anh thấy há là mày làm kiểu gì nó đóng rồi. Đây còn cái mồm này. Đấy cho mồm này. Đấy. Thử xem nào. Ấy kẹp. Hình như chưa kẹp em ạ. Đây, em lấy cái này em. Xem nào. Ồ hai mồm đấy là bị liệt rồi. Không, đấy kẹp rồi. Kẹp chưa? Kẹp rồi. Kẹp hờ đấy, nó chạy mất. Anh em ơi, hình như hai cái cây này nó vẫn baby nên là nó chưa ăn được nhiều. Đây, còn ba cái miệng này em thích cho miệng nào cho. Đấy, miệng nào hờ to nhất thì cho. Ôi, còn con kiến có vẻ to hơn cái miệng em à. Chia đều. Đây, cái này này. Anh thấy cái này, đây, còn đấy rồi. Đấy. Nó có đốt không anh? Kiến có đốt không? Không. Con kiến này, kiến to quá. Ấy, thôi cho ba ăn con này khả năng là nó sẽ béo rồi. Thế nào? Khó vào phết đấy các bạn ạ. Ô, kẹp không? Cái cây này nó bé, như là nó vẫn chưa biết ăn các bạn ạ. Ấy. À, xong rồi, đấy. Thế là toang rồi các bạn nhá. Cái cây này nó bé thôi, nhưng khi nó kẹp thì không thể sống nổi đâu. Đấy. Các bạn ạ, đấy cuối cùng thì Minh Vương cũng đã bắt được ba con thú rất là to luôn nhá. Riêng con sâu này là béo nhất hội này. Sâu này có độc không nhỉ Vương nhỉ? Em không biết đâu, nhưng mà chắc không, em sợ có bị làm sao đâu. Chứ có đốt gì đâu. Tí nữa nó đốt em lên viện thì sao? Không, nó không đốt, không em vừa sợ nó có đốt em phát nào đâu. Đấy. Bình thường hàng ngày chú cứ chăm nó như này có phải là tốt không? Đấy, các bạn đây này, được ba con nhá, đây này, một con này. Đây đâu nữa? Đây à? Ôi, đây, các bạn nhìn này, đây này. Đấy, con này này, đấy các bạn nhìn chưa? Nó ngậm ở đây rồi, bây giờ chờ nó tiết dịch thôi. Đây còn con sâu này nữa này. Con sâu này nó ngậm ở đây là không chạy luôn. Ô, con sâu này chết rồi à? Sao nó nằm im nhỉ? Chắc chết rồi. Em mới bóp nó à? Không à. Chắc cả vào đây là nó kẹp luôn. Kẹp không dễ nữa. Đấy. Mình thấy con này kẹp chặt nhất rồi. Kẹp đúng không? Đấy các bạn ơi, thì tình hình là cái cây này nó được ăn 3 con rồi nhá, nên khả năng là nó sẽ sống được rồi đấy. Ê, các bạn nhìn con kiến nó dẫy này. Đấy các bạn nhìn đây, cây bắt mồi ấy. Cây này nó còn bé thôi chứ cây to nó còn ăn những con to nữa cơ. Đây một số cây này đen bị chết rồi này. Ồ, hình như anh thấy là nó đang bị thiếu nước. Thiếu nước. Này cây này nó uống nước hay là mình phải tưới tí nước giống bình thường đúng không? Tưới ấy. Bốn cái cây này hay anh nhổ ra nhá. Nhờ. Có cần nhổ không? Em nghĩ là thu nhổ ra cũng được anh ạ. Nhổ ra để cho cây khác nó sống đúng không? Không sống được. Đấy, các bạn này. Cái cây này nó chết rồi, nó đen xì rồi này. Đấy. Nó có cái gì ăn đâu. Vương có chăm đâu. Này, hai cây này. Đấy mình nhổ hết những cái cây chết ra. Hình như chỉ có 3 cây thôi Vương ạ. 3 cây rồi anh. À 4 cây. Ui, mấy cây này nó dính chắc lắm các bạn. Thôi, mình nhổ khoảng 3 cây thôi. Đây nữa này các bạn này. Đấy. Thôi bây giờ anh cho nó uống cả cốc nước này nhá, được không? Ui, nhìn. Hả? Nó chết, thế nó chết hết đấy. Chết à? Em cho mình... nó uống một tí thôi. Còn là có tí dấp nước thôi. Sấp sấp lại thôi nhỉ? Vâng. Cho nó gọi là có tí nước thôi chứ. Đấy, xa. Đấy. Khô quá, để trời lắng khô quá em ạ. Em nghĩ cái dòng này dòng khô chứ. Khô nó phải có nước chứ. Ok, rồi, tí rồi. Đấy nha, lần sau cứ thế mà làm nhá. Vâng. Mình cũng đã tưới nước cho nó rồi nhá. Cuối cùng thì nó cũng đã có cái để ăn rồi. Các bạn nhìn này. Thì từ cái đợt mà lấy ở trong hồ về, chỗ vườn hoa về, mình cũng chưa quay được cái em gọi là cây baby này.
ấy, quay đi quẩn lại mà tưởng nó chết rồi mà nó vẫn tồn tại các bạn nhé. Thậm chí là nó còn phát triển, nó xanh tươi hơn. Một số cây cũ già rồi nó đen thì nó phải chết thôi. Đấy, nhưng mà cũng cây con này nó đang nở ra rất là to này. Dần dần nó sẽ to ra nhá. Nói chung cái cây này nó có sức sống rất là tốt. Đây các bạn nhìn này. Đấy, một em kiến là đã chui vào đây rồi. Đây các bạn nhìn này. Đấy, đang nằm gọn trong này đấy các bạn nhìn chưa? Đấy, thấy chưa? Nằm im đây. Không ra được luôn. Đấy, một lúc nữa là nó sẽ tiết ra cái dịch để nó tiêu hóa đấy. Thế còn một em kiến nữa thì đây các bạn nhìn này. Đấy. Đang dãy rụa. Đấy anh em ạ, cây này ở môi trường ấy thì nó có sức sống rất là mãnh liệt luôn. Nuôi nó cũng dễ thôi mà ở ngoài môi trường thì nó bắt những cái sâu kiến ruồi muỗi, nói chung là những cái con động vật có hại thôi chứ nó cũng không làm hại gì đến cho con người cả. Đấy, bây giờ người ta mua cái này làm cảnh rất là nhiều ấy. Sau mình sẽ mua thêm rất là nhiều những cái em nó to to hơn ấy, nuôi cho nó hay. Còn cái này mình cho Minh Vương các bạn nhé. Đấy. Đấy, Minh Vương đợt này có chăm được không thì để anh mang về nhỉ? Em chăm được. Chăm cả nhé. Không thì chắc chắn luôn. Lần sau mà khoảng 4 cây đen nữa là thôi là anh chôn thật luôn ý. Ừ. Nhá. Chăm được. Lần sau ở cái bẹ này nó rất nhiều sâu mới mình kiến này, em cứ vào đây em bắt thôi. Vâng. Ok. Thôi clip này hôm nay mình chỉ để cho Vương tí để cho nó có trách nhiệm với cái cây thôi. Đấy, cho nó ăn uống chứ không để nó chết thì tội lắm các bạn ạ. Đấy, chứ không nó không chăm được có khi tặng các bạn fan chăm thì uy tín hơn. Đấy. Thôi clip mình đến đây hết nha. Xin chào các bạn.